Bác nha, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em có về được một cái dàn phơi quần áo bác nhá. Dàn phơi hôm rồi em có mấy cái thì em bán, còn một cái thì hôm nay em lên video cụ thể cho các bác coi. Đấy, cái dàn phơi này thì là dàn phơi gắn cố định nhá, và mình gắn ở trong hiên nhà. Đấy, hoặc là mình gắn ở ban công nhà lầu hoặc là chung cư, đấy, nơi mà không gian nhỏ hẹp không có chỗ phơi quần áo đấy. Thì cái dàn phơi này của nó thì nó được điều khiển bằng điện 230V, thì mình có thể đưa lên đưa xuống được các bác nhá. Đấy, thì cái hàng này thì là cái cần này ấy, nó có thể kéo dài ra được một chút. Đấy, kéo dài ra được một chút, để em kéo thử xem là phải không. Đấy, hàng này hàng mới chưa xài các bác nhá. Đúng rồi, cái dàn này kéo ra được các bác này. Đấy, chỗ này nó có khớp này các bác thấy không? Đó, mình thể lôi ra mỗi bên được lôi ra được một chút nữa, là mấy chục phân nữa. Đấy, thì như là tổng của nó kéo ra được ấy thì là nó dài đâu đó khoảng 1m9. Còn đây hiện tại nó đang cũng đang là 1m rồi nhá. Đấy, đang 1m thôi. Đó. À đâu, 1m2. Tại vì là cái viên gạch này gạch 50. Đấy, 1m2 rồi. Đấy, kéo ra mỗi bên được mấy chục cm nữa. Đó, và nó có 4 thanh như này nhé, và nó được có điều khiển để điều khiển luôn các bác nhé, điều khiển để lên xuống đấy, bật đèn này, đấy, lên xuống top đấy, down là xuống này, lên này, đó. Và đây là cái dây phơi đấy, cái dây phơi á, cái dàn này kéo lên kéo xuống các bác nhé. Đấy, nó sẽ đưa lên cao đưa lên xuống thấp, nghĩa là mình bấm điều khiển nó sẽ đưa lên đưa xuống. Và đây là cái thân chính của nó ở trong đây. Đó, thân chính ở trong này các bác nhá. Đó, các nào quan tâm thì alo cho em các bác nhá. Đấy, giá của nó là 2,8 triệu một cái. Đấy, hàng sản xuất tại nhà máy China. Đấy, xuất đi nước ngoài các nhá, chứ không có ở đây các bác nhá. Đấy, sản xuất vào những năm 2012. Đó, đây này, 1m95 này các bác thấy không? 360 này, đấy, 1m3 này. Đó, thank you các bác nhá. Đấy, hàng nó xuất cho nước nào đó thì không có biết đâu. Điện 230V, đấy. Thank you các bác.